Xin chào cả nhà, ngày hôm nay xe điện Nhật sẽ quay video giới thiệu cho các bạn mẫu xe ZF1 phiên bản cao cấp được sản xuất năm 2020. Xem mẫu xe máy điện này có điểm gì khác biệt so với những phiên bản trước. Đối với phiên bản năm 2019 thì ZF1 nhập khẩu của hãng Nima đã tạo được dấu ấn nhất định trong tâm trí của khách hàng. Vậy thì ở phiên bản này chúng ta cùng khám phá xem ZF1 2020 có những cái điểm gì nổi bật hơn, và liệu ZF1 năm 2020 có tiếp tục tạo thêm những cái dấu ấn đặc biệt hơn nữa đối với khách hàng tại thị trường Việt Nam không ạ? Đây là mình đang quay toàn bộ về sản phẩm ZF1, rất là đẹp. Cái điểm ấn tượng nhất trên dòng xe nhập khẩu, các bạn có thể nhìn rõ ngay mắt thường, đó chính là nước sơn. Nước sơn của dòng xe nhập khẩu bao giờ cũng đẹp và chất lượng hơn so với rất nhiều đối với cái dòng xe lắp ráp ở trong nước đó. Các bạn có thể quan sát rõ bằng mắt. Công nghệ sơn hiện đại, sơn 3 lớp tính điện và bên ngoài được phủ một lớp nano bạc. Đấy, độ phủ rất là cao. Camera thì không thể nhìn thấy được, nhưng mà khi các bạn ra ngoài trời mà có ánh nắng chiếu vào thì các bạn nhìn thấy rõ những cái phần hạt li ti nổi lên. Đó chính là cái độ phủ rất là dày. Mà đặc biệt trên mẫu ZF1 Lima này thì phải nói nước sơn là tuyệt vời. Mẫu xe này thì có thiết kế hài hòa này, nhìn rất là đẹp. Nó mang phong cách nam giới một chút. Tuy nhiên thì như các đại lý trên toàn quốc phản hồi rằng mẫu xe này thì cả nữ giới đi cũng rất là đẹp, bởi vì chỗ, nhất là chỗ ngồi này, xe cũng không cao quá, phù hợp với lại vóc dáng của người Việt Nam. Đấy, chỗ ngồi rất, chỗ để chân rất là thoải mái, và yên xe dài và rộng, xe cảm giác trường xe ngồi rất là đã. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem. Về phần trước, phanh trước thì được trang bị mâm phanh, mâm bánh rất là to này, mâm đĩa to, hệ thống thụt trước xịn sò, rất đẹp. Camera này nó hơi mờ quá, nhưng các bạn xem không rõ được. Có cái tem tem này, tem được làm tem chìm luôn các bạn nhé, rất đẹp. Cái chiếc xe này, đây mình sẽ quay về phần trước các bạn này. Phần trước được trang bị mặt đồng hồ điện tử khá là to, giúp chúng ta di chuyển này nhìn nhận rõ hơn. Tay phanh mọi thứ công tắc rất là chắc chắn. Đấy, chính giữa có logo Lima và phần tay phanh cũng Lima luôn này. Đấy, sản phẩm chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc. Đối với dòng xe này thì được trang bị hệ thống 5 bình ắc quy loại 60V 30A, công suất cực là khủng. Đấy, công suất động cơ đạt 1200W và tốc độ di chuyển khoảng xấp xỉ hơn 50 cây. Con xe này được khách hàng đánh giá đi rất là êm và đầm chắc xe, rất là thích luôn. Nghe phần trước. Về phần đèn trước thì ZF1 được trang bị hệ thống đèn pha trên và pha dưới tích hợp công nghệ đèn LED hiện đại nhất. Ngoài ra thì phần viền đèn cũng được trang bị các giải đèn trắng định vị ban ngày. Đó,
nhìn đẹp không? Đèn rất là sáng, cốt pha, đèn pha trên pha dưới rất đẹp. Vành trước này được trang bị ở vành 12 đó nhé. M1. Mẫu sản phẩm này thì được hệ thống xe điện Minh Nhật bán độc quyền tại Ninh Bình. Các khách hàng ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0916999522 hoặc là có thể truy cập vào trang web xedienminhnhat.com để biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán của sản phẩm. Mình xin nhắc lại là dòng sản phẩm này xe điện Minh Nhật đang bán độc quyền ở Ninh Bình. Nếu như các bạn muốn sở hữu một chiếc xe đầy nam tính và nhập khẩu chất lừ như này thì các bạn ở Ninh Bình có thể đến ngay địa chỉ số 68 đường 2C, xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình để trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Mình nghĩ rằng khi các bạn